Ladies and gentlemen, tại chương trình Race New York đặt tên nào thắng Inter chương trình đã có tên Inter tên chương trình khác mình đã có tên rồi. Khi hàng đường thẳng đi. Hàng đường thẳng có rồi. Đặt tên, vân vân. Muốn đặt tên gì thì đặt. Vô chương trình Inter lần 2. Mở sạc vô. Nút sạc vô đâu? Rồi. Chương trình kéo kéo. Rồi, điều khiển tới vị trí hàng. Khiển chỉ lưu điểm luôn. Nồng mắt bên sao nó có lấy góc lại không? Được rồi, lấy rồi. Lùn. Có chạy được 30 đâu. Rồi, lưu vị trí đầu đi. Nhưng mà có chạy được 30. Đây nè, nút này nè. Đây, đó. Rồi, lưu vị trí đầu đi, lưu vị trí đầu đi. Điểm đầu này. Rồi. Thứ hai, lưu điểm này. Lưu này đúng không? Lưu lúc nào? Lúc này. Còn insert. Insert lúc nào? Insert lúc này. Delete. Delete lúc này. Modify dưới đúng không? Modify đúng này. Rồi. Bắt đầu lưu điểm hàng. Chưa, đầu điểm hàng phải lưu năm số 8 là chưa. Từ từ. À, đổi vô sau ha. Rồi, ok. Rồi, điểm xong. Rồi, mở dòng hàng. Rồi, mở dòng hàng này. Ôi, mở dòng hàng. Số 8 là mở dòng hàng. Rồi. Giờ mình chọn dòng hàng AC. Cho là 120. Bữa qua mày hàng gì? 90, 17. Dòng hàng 90. 90. Điện vol là 17. Enter. Tại đây là lưu rồi, mình không có thể lưu nữa. Rồi, tắt dòng hàng. Dòng hàng, tắt dòng hàng muốn cho bao nhiêu thì cho. 50. Số 5 là tắt dòng hàng đúng không? Insert. Rồi. Xong, nhả sạc vô. Bật qua tắt sạc vô. Rồi, bật từ play. Để mở khí kìa. Rồi, cho chạy hàng luôn. Đó là hàng đường thẳng. Xong rồi em chỉnh tốc độ.
quên chỉnh tốc độ. Chết. Chỉnh tốc độ lại. Cho tốc độ 25 đi. Xe này chạy nhanh quá. Chỉnh tốc độ hàng 25. Chỉnh gì? Tốc độ đúng không? Tốc độ đường hàng. Tốc độ 50. Rồi. Chưa. Để tốc độ hàng bao nhiêu rồi, đang cho hàng bao nhiêu? 50. Thằng thì cái tốc độ hàng đó, này nè, cái tốc độ mà bắt đầu hàng á. Chết. To. Này, cái tốc độ đó vôn 17. Mua lờ kìa, ngay mua lờ BL dưới này, BL không. Mua này, ở giữa này, ở giữa hai cái mới dòng hàng á. Đây nè, cái này nè. Đây nè, đó, chọn vô cái mua lờ. Đúng rồi, chọn vô. Không phải chọn đó, chọn vô cái mua. Chọn vô mua đây nè, cái mua qua bên kia 6 đi. Rồi qua, đó, chọn vô, rồi. Sẽ biết kìa, sẽ biết cái trên kìa, sẽ biết cái trên kìa. Đó, thì sẽ biết không? Trên 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 trên. Rồi về. Rồi cho 25. 25 50 nhanh lắm, 25 đi. 50 mà nhanh gì? Đang cho dòng là như 90. Nhảy cho dây thêm. Rồi. Đi nhanh quá sao? Đoạn 25 là vừa rồi. Chính là 25 đi. 25 này ra đường hàng. Ra đường hàng mới đẹp. Đi nhanh quá. Nhanh quá đường hàng không đẹp đâu. DS Automan đủ cũng là DS 100. Ok, lấy hàng.